Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cập nhật phiên bản cái thư viện hỗ trợ điều khiển trình duyệt chạy ngầm không chiếm chuột phiên bản mới với hiệu năng ấn tượng hơn Trước tiên mình sẽ tạo một thư mục trống Bên trong mình sẽ không để gì nhé Rồi mình tạo một cái file MK mới Tại cái thư mục trống đó đặt tên là thư viện điều khiển trình duyệt rồi mình xóa tất cả các lệnh ở trong đấy đi mình quay lại đây. Chọn cái lệnh đầu tiên. Bấm tạo script. Lệnh này có tác dụng là tạo các cái lệnh, tạo các cái hàm để điều khiển thư viện. Mình bấm vào Ctrl R. Thì nó đã tạo cho chúng ta các cái hàm để điều khiển thư viện đây. Rồi, mình bấm lưu lại. Và bấm new. Sau đó bấm lưu. Tạo một cái file AMK mới tiếp tên là NG. File này sẽ sử dụng chức năng import another script. Chúng ta chọn cái file thư viện lúc nãy. Sau khi import ấy, thì chúng ta đã có thể sử dụng rất nhiều hàm. Đây. Ở cái bản cập nhật này ấy, thì việc tạo các lệnh sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ mình tạo lệnh mở trình duyệt. Thì mình chỉ việc bấm vào khu vực hàm Entry và bấm Ctrl R. Thì nó tạo sẵn lệnh đơn giản thôi. Như bản cũ thì nó tạo hơi nhiều hàm. Sẽ gây rối cho các bạn mới làm quen rồi mình kết hợp thêm một cái lệnh mở link mình sẽ nhập link mình muốn mở mình lại Ctrl R đặt ở dưới cái lệnh mở trình duyệt cái phần này là cái phần ID của trình duyệt nhé các bạn có thể thay thế bằng cái biến browser ID như này đó xong rồi mình muốn là mở link khoảng 3 giây thì mình tắt, tắt trình duyệt thì lại tạo lệnh đóng trình duyệt quay trở lại Ctrl R thay thế cái này bằng ID và bây giờ mình sẽ chạy thử thì ở lần chạy đầu tiên thì nó sẽ tải thư viện về đấy chúng ta đã mở thành công và đóng thành công mình sẽ chạy lại nhé rất nhanh luôn rồi đây là hướng dẫn sử dụng thư viện bản mới còn đối với những bạn mà cập nhật từ bản cũ lên ấy thì các cái hàm vẫn như cũ các bạn không cần sửa gì hết chỉ cần import cái file thư viện như này là dùng được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.